vượt chông gai và Say Hi hay những cuộc trượt đuổi các anh trai. Hai chương trình giải trí truyền hình được xem là đinh của năm 2024, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi đang có những cuộc chạy đua nước rút về thông tin chương trình. Nghệ sĩ Tự Long tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa mới công bố tiếp 6 anh trai tham gia chương trình. Ngay sau đó anh trai Say Hi thông tin về ngày ghi hình. Và điều khá thú vị là cả hai chọn cách khai thác thông tin khác nhau trong cùng thời điểm. Nơi dùng tên anh trai để truyền thông, nơi thì giấu nhẹm. Anh trai Say Hi ghi hình ngày 20 và 21 tháng 4. Cho đến hiện tại, 30 anh trai tham gia chương trình được bí mật đến phút cuối. Theo lý giải của ban tổ chức, việc không thông báo tên các anh trai sẽ đảm bảo tính tự nhiên và chân thực của show âm nhạc thực tế. Đây là điểm tạo bất ngờ cho nghệ sĩ và khán giả. Sau ngày ghi hình, danh sách các anh trai mới được công bố. Rimasik tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trong khi đó Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai lại chọn cách công bố dần tên các anh trai tham gia chương trình. Cho đến nay có 11 anh trai đã được giới thiệu đến khán giả là Tự Long, Trương Thế Vinh, Tăng Phúc, Huy, Rimasik, Phạm Khánh Hưng, Bằng Kiều, Thanh Duy, Thiên Minh, BB Trần và Trọng Hiếu. Sắp tới sẽ còn tiếp tục thêm những cái tên anh trai mới. Hứa hẹn gây bất ngờ. Về thời điểm ghi hình, theo nhà sản xuất trả lời với Tuổi Trẻ Online, lịch quay sẽ không công bố rộng rãi cho khán giả và truyền thông. Và một điều thú vị nữa là hai nghệ sĩ tham gia rap Việt mùa 1 và 2 Yersati và Rimasik giờ đây mỗi người tham gia một chương trình. Yersati là giám đốc âm nhạc cho anh trai Say Hi, còn Rimasik trở thành thành viên anh trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thắng thua ở nội dung. Ca sĩ Bằng Kiều tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cho biết mình cũng có chút lo lắng khi tham gia vì thời gian ghi hình lâu. Và không biết có thể tạo ra được điều bất ngờ gì cho khán giả. Tôi đồng ý tham gia bởi muốn được gần gũi hơn với khán giả của mình và chia sẻ kinh nghiệm ca hát nhiều năm qua với các đồng nghiệp trẻ. Tôi cũng có thể học hỏi được từ họ những kỹ năng nghề để tiệm cận khán giả đương thời, ca sĩ Bằng Kiều nói. Yersati làm giám đốc âm nhạc cho chương trình Anh Trai Say Hi. Còn giám đốc âm nhạc Yersati của Anh Trai Say Hi hứa hẹn rằng khán giả nhìn thấy một cách chân thực nhất về các anh trai, để họ hiểu thêm về cốt cách, tài năng, tâm hồn nghệ sĩ của họ. Cuộc trượt đuổi các anh trai không chỉ xảy ra ở nhà sản xuất hai chương trình mà còn tưng bừng từ phía khán giả. Trên trang fanpage, diễn đàn, khán giả chia làm hai phe rõ rệt. Người bày tỏ sự yêu thích với anh trai trên 30 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Mỗi anh trai xuất hiện đều nhận được nhiều ý kiến nhận xét. Trấn Thành dẫn chương trình Anh Trai Say Hi. Trấn Thành dẫn chương trình Anh Trai Say Hi. Khán giả nói tuy bị ghét nhiều nhưng hút view dữ. Cũng không ít khán giả bày tỏ Anh Trai Say Hi sẽ gây sự chú ý khi có sự tham gia của Trấn Thành trong vai trò làm MC. Tuy nhiên, dù những chiến lược truyền thông gây sự chú ý như thế nào thì với một chương trình giải trí âm nhạc, điều mà khán giả quan tâm nhất gói gọn trong hai chữ được xem, chứ không phải bị xem. Được xem tiết mục hay, nghe câu chuyện ý nghĩa từ phía các anh trai của hai chương trình. Điều này thì phải chờ đến tháng 6, khi cả hai chương trình lên sóng mới có thể cảm nhận được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.